Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thanh gươm diệt quỷ. Và chưa bao giờ đi ngủ là áp lực như vậy luôn á. Hiện tại thì mình đưa nham trụ vô trong để ngồi cạnh viêm trụ nè, cũng như là âm trụ luôn. Chứ để ngoài dầm mưa dậy nắng thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà hiện tại thì ngủ thì không có được, gần nhà mình thì quái nó cứ vây quanh á, nên là rất là khó luôn. Đâu mình nghe tiếng quái nó đâu bên đây nè đúng không? Ủa ở đâu ta? Sao mình không ngủ được luôn ấy? Hay là trên nóc nhờ? Trên nóc cũng đâu thấy đâu. Ồ, kỳ lạ thiệt. Rồi, trời, đó thấy chưa? Ác quỷ mà vô tới nhà mình luôn mà. Nguy hiểm thiệt sự. Để coi mình ngủ ở đây được không? À, ở đây thì ngủ được. Ok, mình ngủ đi cho trời sáng rồi mình còn chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay nữa. Bữa giờ thì cái ủng của mình vẫn chưa có biện pháp để sửa lại. Mình không có tìm được cái dòng sửa chữa nào hết. Tiếc quá mà mình cũng không muốn mất nó nữa. Thôi thì hôm nay chắc mình sẽ đi tìm một cái ngôi làng nào đó để mình nhờ một cái bác thủ thư bán cho mình sách sửa chữa để mình có thể ghép vào và sửa cái ủng này lại. Ý kiến đó cũng khá là hay đó. Thế nên là mình sẽ chuẩn bị thêm một ít ngọc lục bảo nè. Với cả là một ít giấy. Mình còn giấy ở đây không? À không, mình có sách là được. Ok, mình đem theo sách với ngọc lục bảo thôi. Quên. Còn thiếu một cái thanh kiếm mang hơi thở của nước. Và mình sẽ dùng thanh kiếm của Tanjiro. Vì hôm qua mình mới mua được nè. Để mình nhớ coi gần đây có ngôi làng nào không ta. Hình như có một ngôi làng hình như ở hướng này luôn thì phải. Hàng xóm của mình. Để coi có đúng hay không nha. Lần trước mình có ghé ngang ấy. À, chính xác rồi kìa. Ồ mà quên, khoan, từ. Mình chưa có cái giá để sách, quên nữa. Tại cái nhà này bỏ hoang á nên là mình sẵn tiện mình lấy gỗ luôn. Rồi sau đấy mình sẽ làm thành một cái kệ, xong rồi đó, có đồ ngay rồi. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu ghép vào làng để dạy nghề cho dân làng thôi. Mình cần là dân làng chưa có nghề nghiệp ổn định. Để coi, bên kia là có bác thợ rèn rồi. Ủa cái làng này là làng thợ rèn hay sao á? Toàn là thợ rèn không à? Thôi được rồi, đổi nghề đi bác ơi. Giờ làm thú thư mới là Modern giờ làm thú thư không à? Học nghề thú thư đấy. Ồ, chê à. Thôi, định làm nông dân á gì? Thôi, làm thú thư đi. Đó, bắt đầu chịu rồi đó. Rồi, lại học nghề đây nào. Chính xác. Hy vọng là các bác này sẽ sớm bán cho mình sách sửa chữa để mình có thể ghép vào cái ủng trước khi trời tối. Ui, có chân lạnh nữa cả. Mà thôi, giờ thứ mình cần nhất vẫn là sửa chữa thôi. Có luôn rồi. Nhanh thiệt sự. Rồi, giờ mình sẽ mua tầm 5 quyển đi. 1, 2, 3, 4. Mình mua tầm 5 quyển sửa chữa. Sau khi có sách sửa chữa, tự nhiên mình lại muốn có thêm một quyển sách bảo vệ cấp độ 3 cũng được. Tầm bảo vệ cấp độ 3 để mình ghép vô cái quần với cái áo để tăng cái cấp độ bảo vệ của mình lên. Cũng là một ý kiến hay. Rồi ngồi đây rồi làm thêm một cái bục để sách mới. Tiếp tục tìm một cái bác dân làng nào đó đang thất nghiệp ở trong ngôi làng này thôi. Trên này thì sao nhỉ? Trên này thì có bác thợ rèn. Thôi được rồi. Mình sẽ biến cái làng thợ rèn này thành làng thủ thư đó. Red Sword cấp độ 5. Oh my god. Giờ tự nhiên mình lại mình may mắn thiệt chứ. Thôi được rồi, cấp độ cao nhất thì mình sẽ đầu tư luôn nha. Mình sẽ mua tầm 3 quyển đi. Để dành dùng dần dần luôn. Quá đã luôn á ta. Cái làng thú thư này có vẻ là ổn áp nè. Hết dân làng rồi hả? Cái làng thú thư này ít dân làng quá. Chưa gì đã hết dân làng rồi. Sao vậy? Ấy, vẫn còn dân làng baby. Mà mình thì chưa tìm ra được sách bảo vệ cấp độ 3 nữa. À quên, bên đây còn ngôi làng nữa mà ta. Bên đây còn một cái nhánh nhỏ của ngôi làng. Mình sẽ làm thêm một cái bục để sách mới nữa. Vẫn giống như kế hoạch ban nãy là tìm ra cái quyển sách bảo vệ cấp độ 3 nha.
Ui, trời gần tối mất tiêu rồi, trời chiều rồi đó. Lẹ nào, lẹ nào. Đây rồi. Dì dì, mình đã tìm ra quyển sách bảo vệ ba. Quá là đã luôn. Mình sẽ mua 2 quyển. Tại vì mình còn đủ Ngọc Lục Bảo mua 2 quyển thôi. Rồi, giờ thì mình đã xong cái công việc shopping ngày hôm nay rồi. Bây giờ về nhà và bắt đầu ghép mấy cái quyển sách này vào những cái món đồ của mình thôi. Một chuyến shopping quá là bội thu luôn. Đầu tiên là mình sẽ nâng cấp cái ủng trước, tại vì nó sắp hư rồi. Phải ghép cho nó cái dòng sửa chữa liền mới được. À, sửa chữa, đây. Có sửa chữa nha. Nó có bảo vệ 4 rồi nên mình sẽ không ghép thêm bảo vệ đâu. Tiếp theo là tới cái thanh kiếm của Rengoku. Mình sẽ ghép cho nó cái dòng Red Sword cấp độ 5 luôn. Bây giờ mà dùng thanh kiếm này mà đánh những tên ác quỷ thì bọn chúng chỉ có khóc thét thôi. Tại vì nó sẽ tăng sát thương lên rất là nhiều. Thanh kiếm hơi thở mặt trời thì chắc mình cũng sẽ ghép cho nó dòng Red Sword luôn đi. Ây da, nhưng mà không đủ kinh nghiệm hả ta? Để mình cày kinh nghiệm cái đã. Ô, ô what? Cái gì? Khi mà mình kích hoạt ấn với quỷ, bây giờ mình đã có được một cái hiệu ứng Yorichi. What? Nani? Mình được cái hiệu ứng Yorichi gì cơ? Một cái hiệu ứng mang tên của kiếm sĩ mạnh nhất trong thế giới diệt quỷ. Không biết hiệu ứng Yorichi này sẽ cho mình cái gì ta? Tò mò thiệt luôn á. Chẳng lẽ ẩn chứa bên trong cái thanh kiếm của Tanjiro là sức mạnh của Yorichi chăng? Trời ơi, mình vừa định cường hóa nó lên bằng cái năng lực của mình thì có liền cái hiệu ứng đó. Rồi, có điểm rồi, có điểm rồi. Bữa nay mà gặp được Kokushibo thì xác định với mình. Ê mà quên, cởi cái ổng ra. Tại vì có cái ổng đó nó sẽ cản trở cái việc mình lấy kinh nghiệm á. Quên đó. Rồi, giờ thì có thể cường hóa vào thanh kiếm lưỡi đen của mình rồi đó. Red Sword cấp độ 5 nha. Xong luôn. Những quyển sách còn lại thì chắc mình sẽ để dành thôi. Bây giờ mình chưa dùng tới nên mình sẽ để dành trong cái rương này. Khi cần mình sẽ lấy ra mình dùng tiếp. À, mình còn có cái vương miện trong chuyến khám phá vừa rồi nữa. Chắc mình sẽ thử cường hóa cái vương miện này có được không. Ô, cường hóa được luôn nè. Bảo vệ 4. À, được quá nha. Nhưng mà vương miện thì không có cộng nhiều giáp cho lắm. Thôi thì mình sẽ để dành cái slot đó để mình làm một cái nón bằng netherite thì tốt hơn á. Đây, một cái nón netherite cho mình thêm tới 3 giáp mà còn kháng đẩy lùi nữa. Quá đã luôn. Giờ chỉ cần mình cày cấp nữa là chúng ta có thể cường hóa rồi. Đây đây, cường hóa thôi nào. Mình sẽ lấy thêm 3 ngọc lưu ly để có liền nón netherite bảo vệ 4. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì lượng giáp trên người của mình có thể nói là rất là nhiều rồi. Với sức mạnh này thì mình tin chắc là mình có thể solo một mộc với cựu nhất rồi đó. Kokushibo xuất hiện đi. Mình đã sẵn sàng cho trận chiến với thượng huyền nhất rồi. Bây giờ mình thử dùng ấn diệt quỷ một lần nữa coi. Hết rồi. Hết xuất hiện cái hiệu ứng Yorichi rồi. Lạ thiệt ha, hồi nãy tự nhiên mình có cái hiệu ứng đó. Khá là tò mò luôn. Đằng kia có tên Temple Demon, cả tên này thì dễ rồi. Một chặt một, văng tít lên trời luôn. Chu choa. Ê, trên đường đi tìm Kokushibo thì mình thấy tên Thượng Huyền Nhĩ. Mình không thích tên này tí nào, nên là mình sẽ xử hắn. Không cho hắn có cơ hội chống trả đâu. Hôm bữa ngươi đánh ta đúng không? Ngươi chặn đường ta đúng không? Bữa nay ngươi tới số rồi. Tới công chuyện ngươi rồi. Chạy đi đâu? Ai cho ngươi chạy? Bữa nay là mình thế khô máu luôn. Không cho tên Thượng Huyền Nhị này chạy đâu. Xác định ngươi rồi. Thức mạnh nhất của mình. Mất xác nha. Mình hiểu cái thức cuối cùng của thanh kiếm Rengoku rồi. Mình chỉ cần đứng áp sát kẻ địch đúng không? Mình sẽ lướt một đoạn và mình sẽ mang theo kẻ địch đi trên suốt cái đường lướt đó luôn. Và gây được lượng sát thương rất là khủng nha. Không yếu đâu cái thức cuối cùng. Không yếu đâu. Chẳng qua là hôm qua mình dùng sai cách thôi. À, và có cái người bán kiếm ở đây nữa. Mà chỉ tiếc là mình không có những cái Scarlet Orc hiếm thôi.
Ồ, mình còn đang muốn mua thanh kiếm của Ren của Zenitsu nữa kìa. Mà chưa có dịp mua được. Tiếc quá. Ồ. Mới xuống núi tôi lại gặp tên Hyro này rồi. Ây da, ây da, hắn bắn súng. Cái đạn của hắn phát nổ ghê quá. Người thích bắn súng không? Người thích bắn súng không? Ây da, nó lấy Gatling gun ra hắn sấy mình kìa. Rồi ngươi biến hình đi. Biến hình chứ gì? Này thì biến hình. Đúng một thức thôi. Là kết liễu liền. Wow. Sức mạnh tiềm tàng trong thanh kiếm của Rengoku là không không thể khinh thường được. Ừ, mà cái đêm nay đã trôi qua một cách rất là nhanh chóng rồi. Mình thì vẫn chưa có tìm được Kokushibo để tiêu diệt hắn. Rồi chắc tranh thủ lúc này mình sẽ cày thêm những cái Scarlet Orb hiếm đi. Nãy giờ mình đào sơ sơ cũng được 8 cái Scarlet Orb hiếm rồi nè. Một xíu là mình có 4 lần mua kiếm á. Hy vọng 4 lần này sẽ ra thanh kiếm mới nha, không có bị trùng nữa. Tại vì có rày mình hay bị xui cái vụ mua kiếm, toàn mua được kiếm trùng thôi. Ủa? Ủa, đây là cái gì á? Ui, đây là một cái hồn ma nè. Ui, ở cái vùng đầm lầy này tính ra còn nhiều sinh vật lạ lắm nha. Đi ra con Reaper đi chỗ khác. Chẳng qua là mình chưa có dịp khám phá ở cái vùng đầm lầy nhiều thôi. Ủa, đằng kia còn có nhà của ai nữa cơ? Ủa, phải nhà không vậy? Ghé qua thử coi. Có rương luôn. Nhưng mà có vẻ đây là một ngôi nhà bỏ hoang rồi. À, chắc người ta dọn đồ đi hết rồi, không có còn đồ gì trong này hết. Trước mặt lại có thêm ngọn núi nơi mà tên Rui cai trị cơ. Được luôn. Ghé qua cái núi này một xíu coi. Thám thính tình hình coi coi trên ngọn núi này có sự xuất hiện của Thượng Huyền Nhất hay không. Mình đang rất là muốn chiến đấu luôn á mà không gặp hắn để chiến đấu này. Ôi. Ô. Con sân bay đeo ba lô đi học kìa. Ê, 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 con quỷ này. Này thì ác quỷ. Mình thấy ở dưới có con zombie đang đi học mà bị tợ sơn quỷ quýnh sấp mặt rồi. Tội nghiệp chưa? Chắc trốn học chứ về. Trốn học cái bị tợ sơn quỷ phát hiện. Xử luôn. Chưa cái tội trốn học nha. Đi học mà trốn học là hư đó. Rồi. Qua đây coi. Vẫn không thấy nha. Tính ra Thượng Huyền Nhất ba hồi lắm luôn á. Giờ trốn một phát là mình muốn tìm cũng trận ai nè. Ê, ê, đây 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 có tên. Ồ, cái tên Drip Demon này cũng láo thế nhờ. Mình đã đi đúng một vòng ở cái cánh rừng này rồi. Thế nhưng mà không có gặp được Thượng Huyền Nhất ha. Chắc phải đi ở một cái vùng đất khác thôi. Ý, mất tiêu rồi. Đằng kia mình thấy có một con quỷ hình như trong gia đình của tên Rui thì phải. Mà chưa kịp qua xử nữa thì đã biến mất rồi. Nhanh thiệt chứ. Ở đây mình thấy có. Đây là chỗ của mấy anh người lùn. Mấy anh người lùn này đang bảo vệ cái chỗ nấu đồ hay sao? Khoan khoan. Để mình trợ giúp cái mấy mấy cái thợ săn quỷ bên đây cái đó. Mấy thợ săn quỷ bên đây đang bị tên Hyro này áp đảo rất là ghê luôn nè. Ai vô hắn bắn mình. Để mình xử gọn hắn. Vài thức nữa thôi. Kết liễu nào. Xong phim. Bên đây mình thấy có một cái người bán kiếm. Ơi. Trời. Bị tên Kagaku kết liễu rồi. Chết tiệt. Ngươi phải trả giá. Này thì Kagaku nè. Ngươi hãy trả giá đi. Trời ơi. Mình còn chưa kịp mua kiếm nữa. Láo tét. Này thì Kagaku. Kết liễu nào. Dùng hơi thở của nước. Giết hắn luôn. Khốn kiếp chưa. Đang tính lại mua luôn á. Trời ơi chậm một tí thôi là bị hắn bớ đi liền à. Ồ, và cái vùng này cũng hay xuất hiện ác quỷ lắm nha. Nơi nơi khởi đầu của mình cũng là cái vùng đất giống giống như vậy nè. Hay gặp ác quỷ lắm. Để mình nghĩ ở vùng này coi coi có gặp được Kokushibo hay không.
gặp là bem luôn. Đó đó các bạn thấy chưa? Quá trời mấy tên trong thập nhị nguyệt quỷ xuất hiện kìa. Ủa? 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 Sao tự nhiên ở đây lại... Ủa? Lại thêm một tên cây ca cư nữa. Ây da. Tên cây ca cư. Này thì cây ca cư nè. Được rồi. Ngươi dám vô đây để sát hại những cái thợ săn quỷ chứ gì? Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Kết thúc trận chiến này thôi. Ồ, tên này trâu vậy ta. Ăn hai cái thức thứ chín của hơi thở của lửa luôn mà không suy nhê. Tên cây ca cư này bây giờ cũng có vẻ là bắt đầu trâu hơn rồi đó. Ở đây còn có những cái xúc tu của tên Enmu nữa nè. Không biết là hắn núp ở đâu ấy. Mình nghe một tiếng động lạ bên đây. À, tiếng động lạ đó là từ tên Akaza. Bữa nào đi khám phá mình cũng gặp hắn hết á. Phải chi cụ nhất Kokushibo mà cũng xuất hiện nhiều như vậy thì hay biết mấy. Thôi, mình sẽ kích hoạt ấn diệt quỷ lên và đổ sức với tên Akaza một chiến nữa. Tập luyện trước thềm chiến đấu với Thượng Huyền Nhất. Rồi. Hôm bữa là mình còn chạy trốn chứ gì. Bữa nay thì mình sẽ giáp lá cà với hắn thôi. Không có chuyện chạy trốn đâu. Tiếp tục. Ừ, ngươi đấm đi. Ngươi đánh ta thì ta cũng sẽ phản đòn thôi. Mình không còn nhịn hắn như lúc trước nữa. Tiếp tục. Giờ hắn muốn trốn khỏi mình cũng hơi bị khó đấy. Sợ rồi chứ gì. Ui giời, nhảy cao chưa kìa. Nhảy cao chưa. Hắn đã mất rất là nhiều máu rồi. Sắp tới lúc kết thúc rồi. Kết thúc thôi. Hắn đã bị mình lấy đầu trong gang tấc rồi. Người hãy ha. Chuộc tội đi Akaza. Thôi không nên lại gần hắn đâu. Hắn sắp phát nổ rồi đó. Rồi chuẩn bị nổ cái bụm nè. Đấy. Xong phính. Wow, tập luyện của bữa nay có vẻ là khả năng tấn công của mình đã tăng lên thêm một cái cấp bậc mới rồi. Giờ chỉ thiếu mỗi tên thượng nguyên nhất để mình có thể so sức mạnh thôi. Ý, hình như đây là một cái nhân cách của cái tên Hán Tên Gương nè. Vậy là có hắn ở đâu đây hay sao? Cũng có thể lắm. Thôi được, tiêu diệt luôn. Chính xác không? Ôi, mất tiêu luôn rồi. Ôi, hắn biến mất tiêu luôn rồi. Oh, lạ thiệt. Công nhận cái vùng này không phải là cái chỗ chuyến tàu vô tận, nhưng mà ác quỷ xuất hiện ở vùng này nó còn nhiều hơn những cái vùng khác á. Mình thấy vậy. Quá trời quá đất nhiều luôn. Wow, đã có rất là nhiều thợ săn quỷ đã hy sinh trong những trận chiến đó nè. Thôi mình sẽ đem xác họ về để mai mốt mình bỏ bụng. À nhầm. Ô, hạ trụ. Wow, hôm qua mình có thấy được sức mạnh của hạ trụ. Hạ trụ cũng mạnh lắm á. Mình có nên ẩm theo hạ trụ đi tìm Kokushibo không ta? Dù sao thì có bạn đồng hành thì cũng sẽ tốt hơn. Mặc dù ẩm thêm một người thì mình sẽ không di chuyển nhanh như ban đầu được, nhưng mà mình sẽ chấp nhận cái sự đánh đổi đó. A few moments later. Oh my god. Cuối cùng thì mình cũng gặp. Ôi cái gì? Musan. Ôi hắn đâu vậy? Đằng kia à? À đâu? Đằng kia là Kocho mà. Mình thấy thanh máu của tên Musan rồi. Hắn bắt đầu xuất hiện. Ôi nhưng mà khoan. Trước mắt là mình lo Kokushibo trước đi. Bữa giờ mình truy tìm Thượng Huyền Nhất và cuối cùng mình đã gặp được Thượng Huyền Nhất rồi. Giờ tập trung vào Thượng Huyền Nhất trước đã. Chủ động tấn công. Này thì Thượng Huyền Nhất nè. Người sử dụng hơi thở mặt trăng rất là mạnh đó nha. Không thể khinh thường được đâu. Ui chưa gì mà đã áp đảo mình chưa cơ. Mình sẽ dùng hơi thở mặt trời để khắc chế mới được. Này thì Thượng Huyền Nhất. Chỉ có hơi thở mặt trời là khắc chế thôi. Ây ui. Kokushibo đã cởi áo ra và chiến đấu bằng sức mạnh thật sự rồi cơ. Tính nóng vậy. Này thì Thượng Huyền Nhất. Có vẻ là mình phải thận trọng hơn mới được. Thức thứ 9. Ồ,
thức cứ chính của hơi thở của lửa mà không không gây được quá nhiều sát thương luôn. Wow, Kokushibo mạnh thật sự. Đúng là thượng huyền nhất mà. Hy vọng là lúc mình chiến đấu với thượng huyền nhất thì cái tên Muzan sẽ không qua đây để cà khịa mình. Ôi, mình gần làm được rồi. Mình sắp làm được rồi. Ây, Kokushibo đã thay đổi hình dạng. Yes, mình đã thành công rồi. Mình đã thành công đánh bại được thượng huyền nhất Kokushibo. Và lúc nãy mình còn thấy được cái hình dạng cuối cùng của hắn ta. Đó là hình dạng quỷ, có rất là nhiều những cái thanh kiếm hay là những cái xúc tu gì đó mọc ở xung quanh người luôn. Ui, nhưng mà đồng thời thì tên Muzan cũng đã đi mất rồi. Hắn đã rời bỏ khu vực này rồi. Mình còn chưa kịp tìm hắn nữa. Ây vui. Nhưng mà hồi nãy á, lúc mình tiêu diệt xong thượng huyền nhất thì mình cũng đã mở luôn cái thành tựu tiêu diệt toàn bộ những cái thượng huyền quỷ rồi nè. Quá là đã. Ngoài ra thì nó còn mở cho mình thêm hai cái nhánh nhiệm vụ phụ. Đó chính là tiêu diệt chú quỷ Muzan và nhiệm vụ biến Tanjiro trở thành người. Cái nhiệm vụ biến Tanjiro trở thành người có vẻ hơi căng đó nha. Tại vì mình phải có một cái phương thức gì đó thì mới có thể giúp được Tanjiro kiểu như không còn là ác quỷ nữa ấy. Mà thôi, cái đó thì từ từ tính. Bây giờ thì mình sẽ coi cái phần thưởng sau khi mình tiêu diệt thượng huyền nhất là gì. Trước tiên là một cái cây sáo nè. Đây là cái món đồ mà kiểu như thượng huyền nhất đưa cho Yorichi nè. Nhưng mà hình như cái này đã bị chẻ lên đi làm đôi hay sao rồi. Cái này không thổi được luôn. Ok. Thứ hai là mình có được một cái áo của thượng huyền nhất. Wow, cái áo hòa bằng khá là đẹp ha. Tuy nhiên thì nó không có cộng cho giáp cho mình đâu. Và quan trọng nhất là thanh kiếm của thượng huyền nhất. Mặc định nó đã là 8 sát thương rồi. Nó mang hơi thở mặt trăng đấy. Uầy, đòn đánh của mình gây ra những cái hiệu ứng mặt trăng kìa. Rất là mạnh luôn. Cái tên quỷ lôi choi này hả? Quỷ lôi choi này phải quánh vài phát mới ngẫm được. Nhưng mà nói chung là mạnh. Rồi thức thứ hai coi. Thức thứ hai thì có vẻ cái tầm hoạt động của nó rộng hơn thức thứ nhất khá là nhiều luôn. Được á. Wow. Tiếp theo, thức thứ ba. Thức thứ ba là tấn công về phía trước thôi. Cái này chắc để dồn đam là chính. Rồi thức thứ tư nè. Thứ tư là chém diện rộng nha. Vậy là xen kẽ một thức tấn công tầm ngắn, một thức thì tấn công diện rộng. Khá là hay luôn. Rồi, và đây là thức thứ sáu. Thức thứ sáu là mình sẽ chặt liên tục từ trên xuống dưới luôn à. Ý, và đồng thời thì mình cũng thay đổi hình dạng thanh kiếm rồi cơ. Wow, ngầu thiệt luôn. Ôi, mình vứt ra thì nó lại không có. Mình phải bắt buộc thay đổi hình dạng thanh kiếm thì mới được. Và khi thay đổi hình dạng thanh kiếm á, thì những cái thức của mình nó cũng đã thay đổi sức mạnh và hiệu ứng luôn rồi cơ. Nó còn phát nổ nữa nha. Sức mạnh của một thượng huyền là đây chứ đâu nữa. Quá ghê gớm luôn. Wow, đây là những kỹ năng mà hồi nãy mình ăn trọn từ Kokushibo nè. Chắc là sẽ rất là mạnh đấy. Test cái nữa coi. Wow, quá đã luôn. Trời ơi, thay đổi hình dạng thanh kiếm xong bây giờ cái tầm đánh đúng đỉnh luôn á. Đúng xa luôn. Thức thứ 9. Thức thứ 9 thì giống như thức thứ 4 hồi nãy. Úi, mình lại gặp thanh máu của Muzan tiếp. Mình gặp máu của hắn mà mình không thấy hắn ở đâu hết. Ui, hắn có khả năng giả dạng hay lắm á. Ui, hắn lại đi đâu mất rồi. Lạ thế. Không biết là tên Muzan nó cải trang thành ai này. Ôi, vậy là 11 cái hành trình đi tìm Muzan của mình nó còn căng hơn nữa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dùng sức mạnh của thượng huyền nhất để mình đánh mấy tên thượng huyền còn lại coi. Wow,
kỹ năng đúng đúng mạnh và đẹp luôn á. Trời ơi, mình đánh mũ đa kỳ không trượt phát nào luôn. Đây thức thứ 14 luôn nè. Công nhận cái thanh kiếm của Thường Huyền Nhất á có rất là nhiều thức luôn nha. Wow, đúng là kiếm sĩ cực mạnh, khi mà làm quỷ cũng có khác nha. Rồi, chắc mình sẽ kết liễu hai anh em đa kỳ trong thoáng chốc thôi. Nào, kết thúc trước khi mặt trời lên nào. Ấy, chưa kịp kết thúc hắn thì mặt trời lên và thiêu rụi hắn rồi. Ờ, nói chung thì thanh kiếm của Thượng Huyền Nhất thì mạnh không phải bàn rồi. Nãy giờ mình cũng đã trải qua tất cả các thức của thanh kiếm này. Thế nhưng mà mình vẫn chưa có tìm ra cái tung tích gì của tên Muzan hết. Vậy là hành trình kế tiếp của mình nó còn gian nan hơn rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy khá là vui luôn, vì mình đã chính thức hoàn thành xong cái mục tiêu đầu tiên mà mình đề ra. Đó chính là tiêu diệt toàn bộ Thượng Huyền Quỷ cũng như là những cái con quỷ dưới trướng của tên Muzan rồi. Công việc còn lại của mình chỉ là tìm cái dấu vết của hắn và tiêu diệt hắn thôi. Hắn là con quỷ kiểu như là đầu tiên và cũng là con quỷ mạnh nhất á. Thế nên là chắc sẽ rất là khó khăn trên cái hành trình phía trước. Thành thử ra mình phải cố gắng luyện tập thêm mới được. À, hình như Kokushibo vẫn chưa phục thì phải. Muốn chiến đấu với mình nữa hay sao, chặn đường mình luôn à. Được lắm, được lắm. Thích thì chiều chứ gì, mình dễ lắm. Xúc luôn. Này thì Thượng Huyền Nhất, nãy mình mới đánh bại được mà, đâu có ngán đâu. Mình sở hữu hơi thở mặt trời nên là mình cũng không ngán cho lắm. Đụng là đụng thôi. Chiến này là 500 hiệp thiệt nè. Không biết là mình có nên lấy cái thanh kiếm hơi thở mặt trăng ra để đọ với Thượng Huyền Nhất không ta? Tại vì mình chưa có thuần phục cái thanh kiếm đó cho lắm. Thôi, mình dùng những cái hơi thở nào mà mình chắc cú trước đi. Vô. Tiếp tục. Thức thứ 9 nè. Thức thứ 9 của Rengoku rất là khỏe luôn, nên mình có thể dùng nó để dồn sát thương Thượng Huyền Nhất rất là tốt. Và không quên bồi thêm một ít cái hơi thở mặt trời vào, tại vì đây là hơi thở chủ đạo mà nãy giờ mình tấn công Thượng Huyền Nhất đấy. À vui. Cái kiếm pháp này không thể chê vào đâu được. Đánh mình xong còn đánh cả Yorichi người máy mà. Ghê thiệt chứ. Mình sắp làm được rồi. Ui, đó là dạng quỷ của cụ nhất cơ. Mình lại gặp thêm cái dạng này thêm một lần nữa. Wow, cái dạng này hồi phục ghê quá. Chưa gì mà hồi phục lên 60 máu rồi. Đáng gờm thiệt. Wow, và những cái xúc tua còn có thể tấn công mình nữa cơ. Ê. Lần này có vẻ mình không kết liễu nhanh là mình thua chắc luôn á. Được không? Ui, may quá. Mình đánh như Thượng Huyền Nhất, kiểu như là thắng suýt xoa, không có thắng triệt để được. Một sức mạnh thật là kinh khủng. Ồ, may quá, mình vẫn chiến thắng được. Chà, không hổ danh. Mà tiếc quá, mình không có nhặt được cái xúc tua của Thượng Huyền Nhất nha. Chắc mình phải ráng đi săn thêm Thượng Huyền Nhất để mình kiếm cái xúc tua đó thôi. Vì khi mà mình đánh Thượng Huyền Nhất, mình sẽ có một cái tỷ lệ nhỏ nhặt được cái xúc tua đó. Hấp dẫn nha. Tuy công việc này có hơi nguy hiểm nhưng mà phần thưởng là rất là xứng đáng nếu như mình may mắn. Thôi được, hôm nay đang lúc mà mình đang hăng máu nè, mình sẽ truy tìm Thượng Huyền Nhất luôn. Bữa nay là mình kiểu hơi bị chơi lớn luôn á. Mình gặp lại cái loài chim mặt trời rồi. Sunbird đăng ký kìa. Ôi, mình muốn bắt chú chim nó về lắm luôn ấy. Không biết có cách nào không ta. Mình không có đem theo cọng dây. Mình không có dây. Nhưng mà mình có thể ẵm được. Từ, đúng rồi, đâm đầu đi, đúng rồi. Chắc có duyên gặp thôi chứ không có duyên bắt rồi. Nào, bay thấp xuống đi nào. Chú chim mặt trời, bay thấp xuống đi. Mình sẽ bế coi có được hay không. Ôi, chú chim này bay tránh xa mình rồi. Xanh lá mình rồi. Ồ, chú chim đó không có vẻ là không muốn về nhà của mình rồi.
Ok, vậy là mình đã gặp lại cái loài chim mặt trời mà lần trước mình từng bỏ lỡ rồi ha. Mà lần này vẫn như lần trước đó, mình vẫn không thể dẫn về được. Tiếc thiệt luôn á, một chú chim đẹp như vậy mà không dẫn về nhà được. Ồ, cái gì? Mình lại gặp thêm cái thanh máu của Musa nữa. Ồ, hôm nay đúng kiểu mình gặp thanh máu của tên Musa rất là nhiều luôn nha. Hình như là đây là lần thứ 3 rồi. Mà không biết hắn đang lẩn trốn ở chỗ nào nè. Tìm kỹ mới được. Con máu hắn ở đây là hắn chỉ đâu đó quanh đây thôi. Khu vực này thì cũng khá là phẳng nữa. Chịu khó quan sát, tập trung quan sát nào. À, kia rồi. Hắn có 999 máu. Mình có 1, 2, 3, 4, 5, 22. Mình có 22 trái tim thôi. Là cỡ 44 máu. Trời ơi, hắn gấp biết bao nhiêu lần máu mình ta. Bây giờ mình sẽ thử thử đánh hắn một cái bằng cái sức mạnh mạnh nhất. Ôi cái gì? Trời ơi, mình chưa kịp lại đụng vô hắn nữa mà hắn đã tốc biến đi mất rồi. Mình đang tìm cái thức mạnh nhất của mình. Lúc đầu không có thấy máu hắn thì không có rén, mà tự nhiên thấy máu hắn cái hơi rén nha. Ui, nữa, hắn lại xuất hiện tiếp rồi. Ủa, đúng không? Ui, sao cái tên này lúc thoát ẩn thoát hiện đó nha. Lâu lâu cái thanh máu của hắn lại xuất hiện ở trên ấy, làm mình mất tập trung quá. Trước khi trở về nhà thì chắc mình sẽ ghé qua cái ngọn núi này để mình đào thêm một ít Scarlet Orc hiếm cái đó. Đó, lại xuất hiện thanh máu của tên Musa rồi đó. Ôi, đó, lại mất rồi. Cái tên này đúng kiểu thoát ẩn thoát hiểm nha. Thoát hiện nha. Với cả là bây giờ là ban ngày nên mình là không có sợ hắn đâu. Hắn kiểu dù là quỷ mạnh nhất nhưng mà hắn vẫn bị ánh nắng mặt trời thiêu rụi ấy. Thế nên là ở chỗ mà mặt trời chiếu rọi dễ như vậy thì mình sẽ không có sợ hắn. Ôi, nhưng mà hình như trời đang mưa hay sao ta? Trời mưa thì mặt trời sẽ bị kiểu như che bớt đi á. Thế nên là hắn có thể tấn công mình bất cứ lúc nào đấy. Phải tập trung mới được. Kìa, thấy chưa? Mặc dù ban ngày nhưng mà trời mưa, thế nên là quỷ vẫn xuất hiện đầy ra nè. Bảo sao tên Musa bữa nay hay đi dạo thiệt. Bữa nay trời mưa à, hắn thích đi dạo dưới mưa lắm luôn hay sao nè. Trời ơi, quá trời, thợ săn quỷ đã bị hạ gục trong một cái đêm mưa thôi. Một ngày mưa thôi. Wow. Đó, bởi vì lý do những đêm mưa là mình thường mình ngủ cho qua đêm liền là vậy. Nếu không là đợi đây, nếu không là nguy hiểm sẽ tìm tới mình đấy. Ôi ghê quá. Ví dụ bây giờ trời không mưa thì chắc mình sẽ ở lại mình kiếm tên Musa để mình xử hắn. Nhưng mà trời mưa thì lợi thế cho hắn quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ sớm quay trở lại đây để mình tìm tên Musa đó và kết liễu hắn thôi. Bây giờ chắc mình phải về nhà để chuẩn bị cho công việc shopping của mình cái đó. Rồi, về nhà đầu tiên là mình sẽ tìm cái người rèn kiếm cho mình để mình mua kiếm nha. Liệu rằng mình sẽ mua được những thanh kiếm gì đây? Ồ, đầu tiên là vũ khí của Nham Trụ. Tiếp theo là vũ khí của Thủy Trụ. Ồ, một thanh kiếm mới nè. Một thanh kiếm của Luyến Trụ. Thêm một thanh kiếm của Liên Trụ nữa. Rồi tới vũ khí của Âm Trụ. À, thêm một thanh kiếm của Tanjiro. Ây dô, bữa nay mình không mên rồi. No, không mua nữa. Mà hổng rài á, mình để Tanjiro ngoài này dầm mưa dãi nắng, thấy lâu rồi cũng tội nghiệp. Thôi chắc bữa nay mình sẽ đem Tanjiro vô nhà thôi. Chắc hắn cũng đã biết áy náy về cái tội hôm bữa, kiểu như đánh em gái rồi. Mặc dù em gái có tội gì đi nữa thì cũng không nên đánh em gái như vậy, biết không? Anh Shiro này thấy vậy còn hơi trẻ trâu nha. Mai mốt là dẫn em gái về, em gái có đánh chúng thì cũng thông cảm cho em gái nha không? Kỳ quá đi. Ui. Đó, thấy chưa? Mình ẩm vô đây xong mình đánh con cái mà đánh mình vậy đó. Tính nóng như kem vậy. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức đánh bại được Thượng Huyền Nhất. Và đồng thời thì mình cũng nhặt được thanh kiếm của Thượng Huyền Nhất luôn nha. Một thanh kiếm có thể nói là
cực kỳ ngầu luôn, ngầu nhất từ trước tới giờ mà mình từng nhặt. Vì lưỡi kiếm của nó có rất là nhiều mắt nè, và con mắt đó là từ huyết quỷ thuật của Kokushibo đó. Bây giờ thì mình chưa có máu Muzan trong người nên chắc chưa phát huy tối đa sức mạnh của thanh kiếm này đâu. Nên là sắp tới nếu mà có dịp mình nếm thử cái giọt máu của Muzan này, mình sẽ test toàn bộ các sức mạnh của thanh kiếm Kokushibo một cách rõ ràng hơn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình tiêu diệt chú quỷ của mình nhé. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.